Là chủ kênh Vườn Lan Phương Hùng xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 2022. Nhà vườn em Phương Hùng đã lên một số mặt hàng để giới thiệu và chia sẻ cho các bác những mặt hàng con giống, chuẩn mặt hoa, chuẩn hình nhện cho các bác sưu tập. Để xin như vườn em ở thôn Tổ Gà, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Bình Phúc. Số điện thoại cũng nhiều, số Zalo là 0972197225. Facebook của em Hùng Vân. Nên em lên có 25 đơn hàng. Đó, bao gồm có mặt hàng như là Hồng Minh Châu. Đó. Rồi là năm cây trắng phú quý. Đó. Rồi là Hồng Mỹ Nhân. Đó. Năm cây trắng HO Hiển Oanh. Rồi là mít bản lá to. Mít phát lộc, mít lộc phát. Đó. Năm cây trắng Hà Tĩnh và năm cây trắng Phú Thọ thì cho các bác sưu tập. Thì sau đây em cũng không để cho các bác chờ đợi đâu, em Hùng xin đi vào chi tiết từ ngân hàng. Trước tiên và kính chúc từ ngân hàng thì cũng kính mong quý anh chị cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất hàng ngày nha. Hôm nay là em quay có một mình nên là tất cả những mặt hàng em bán chuẩn hàng chuẩn giống, nên là những cái nào mà em không cung cấp mặt bông, giả dụ như là cây mít đó, thì em sẽ bảo là không có nhá, có nhá. Còn thì các bác mà muốn lấy mặt hoa thì cũng mời các bác vào Zalo em sẽ gửi hình hoa, và các bác thì những phân khúc từ năm cây trắng Phú Thọ HO thì các bác không lạ gì, hoặc là Hà Tĩnh đó. Thì hôm nay em quay mình vợ không nhà nên là em quay nhanh, em đi cái việc cho các bác tham khảo này. Đây là cây năm cây trắng Phú Thọ này. Đó, hai thân mẹ và hai cái mầm gốc. Đây là cái một mầm đó, cái này nó nhỏ. Em Hùng chia sẻ giá rất cực kỳ là yêu thương này, 200.000 đồng cả chậu. Đó, cả chậu luôn 200.000 đồng năm cây trắng Phú Thọ. Đó, năm cây trắng Phú Thọ nhé, 200.000 đồng hình số 1, 200.000 đồng. Đó, em chuyển sang hình số 2. Hình thứ hai cũng là một chậu năm cây trắng Phú Thọ. Chậu này các cái thân mẹ cắt âm kỳ, còn được một mầm gốc, hai mầm gốc này, ba này, bốn mầm gốc. Đó, bốn cái mầm gốc luôn. Đó, em Hùng chia sẻ giá cũng là 200.000 đồng. Đó, giá quá yêu thương luôn, 200.000 đồng cho hình số 2, 200.000 đồng. 200.000 đồng. Đó, sau đây em chuyển sang hình số 3. Hình số 3, một chậu năm cây trắng Phú Thọ nó có 3 mầm gốc rất là tốt. Đó, mầm gốc này cực kỳ tốt rồi, hai thân mẹ 3 mầm gốc, quá tốt. Đó, 250.000 đồng hình số 3. 250.000 đồng năm cây trắng Phú Thọ. Đó, 250.000 đồng. Em chuyển sang hình số 4. Hình số 4, hai thân mẹ và hai cái mầm gốc, rẻ quá khỏi luôn. Đó, hai thân mẹ, hai cái mầm gốc. Đó, 200.000 đồng hình số 4. Đó, em chuyển sang hình số 4 này là 4A, bởi vì là em ghi nhầm hai hình số 4 thì em chuyển cái này hình số 4A, các bác lưu ý nhé. Một chậu này, hai, một mầm gốc, hai mầm gốc, ba, bốn mầm gốc. Đó, cái thân này thân mẹ cắt cột, cái này có một thân mẹ, một này, một mầm gốc này, hai mầm gốc, ba mầm gốc, bốn mầm gốc. Đó, 200.000 đồng hình số 4A. 200.000 đồng hình số 4A. Đó, sau đây chuyển sang hình số 5, cũng là một chậu năm cây trắng Phú Thọ. Chậu này có một kỳ trên thân, hai kỳ trên thân, ba, bốn, năm kỳ trên thân và một mầm gốc. Một mầm gốc, năm kỳ trên thân. Đó, đang nổ trên thân này. Đó, đang có nổ này. Đó, chậu này em Hùng chia sẻ giá 300.000 đồng hình số 5. 300.000 đồng hình số 5. Ừ, anh gửi địa chỉ để 300.000 đồng thì cho nhân viên gọi đi, nó 300.000 đồng. Sau đây chuyển sang hình số 6. Hình số 6 là một chậu năm cây trắng Hà Tĩnh. Chậu này có một mầm gốc rất là tốt này, và đang lên ba mầm gốc tiếp theo này, đang lên ba mầm gốc này, lên muộn, lục cái thân này lên muộn. Đó,
đăng kỳ và nổ luôn, đăng kỳ vừa kỳ vừa nổ luôn của hai cái thân này, thân mẹ này. Đó. Cháu này em cũng chia sẻ giá 600.000 đồng, 600.000 đồng cái cháu này, 600.000 đồng, 600.000 đồng, 600.000 đồng. Cái hình số 6 thì sau đây em chuyển sang hình số 7, sau đây em chuyển sang hình số 7 và hình số 8. Thì em có một cái chậu mít này, mít này là mít phát lộc, mít phát lộc bán lá thì quá là phê luôn, cực kỳ to. Nhưng mà cái này em nói trước là em nhà người ta là trồng 4 chậu để em gả thì chỉ được có 2 cái, cho nên là em phải nhổ ra. Đó, thì em tách để cho chia ra làm 2 đơn, cái này em không có nhiều các bác nhá, em không có nhiều, thì em tách ra em chia sẻ cho các bác. Đó, đây là hình số 7 này, hình số 7 này, các bác nhìn cái bộ lá của nó này. Đó, lá của nó này, mít lộc phát bán lá nhăn. Đó, cực kỳ là phê luôn, bộ giá này. Đó, nhưng mà sau khi em gửi lại em lại trồng vào chậu nha, em không có này em gửi đâu, giá nó rất là khỏe. Đó, quá đẹp luôn, quá phê luôn. Đó, các bác nào lấy mặt hoa thì vào Zalo em gửi cho các bác nhé. 300.000 đồng hình số 7, 300.000 đồng, đó, 300.000 đồng hình số 7, đó, 300.000 đồng. Sau đây em chuyển sang hình số 8, đó là một khi mít đầu phát, khi này nhỏ hơn chút, em lấy 200.000 đồng, 200.000 đồng, đó, 200.000 đồng hồ số 8. Đó. Đây, 200.000 đồng. Đó. Sau đây em chuyển sang hình số 9. Đây là một chậu chậu mẹ của cái mít ở bán lá to, đây là kỳ 52 rồi nhé. Đó. Đây là nó đang nổ này. Đó. Nó đang nổ, nó đang ngắm hoa này. Bán lá nó tròn vành, lá khá là to đấy. Đó. Cái ngọn nó đi này, ngọn đi thôi rồi, quá to. Đó. Bán lá của năm ngoái này. Đó. Cả cái chậu này. Đó. Em cùng chia sẻ giá 500.000 đồng, 500.000 đồng hình số 9, bán lá to, hình số 9 nhá. Đây là hình số 9 này, mít bán lá to 500.000 đồng. Đó. Có một mầm gốc siêu phê. Đây nó nảy kỳ này, từ đây là nảy kỳ này. Đó, đang nổ luôn này. Đó, sau đây em chuyển sang hình số 10. Hình số 10 thì cái này nó là cái kỳ 52 của cái mít bán lá to này. Đó, cái kỳ 52. Lá nó cực kỳ phê luôn. Đó. Kỳ 52 nhá. Đó. Kỳ này em Hùng chia sẻ giá là 200.000 đồng. Ngọn đi rất là mạnh. Đó, hình số 10. 200.000 đồng kỳ này, kỳ năm thứ hai. Đó. Sau đây chuyển sang hình số 11, cũng là một chậu mít kỳ năm thứ hai bán lá này. Đó. Quá là phê luôn. Đó. Cái này phục 200.000 đồng, 200.000 đồng cho hình số 11. Đó. Sau đây chuyển sang hình số 12, là một chậu năm cánh trắng HO hiểu anh, một mầm gốc 2 3 4 5 mầm gốc và có một kỳ trên thân này, 2 3 4 5 6 7 kỳ trên thân, 8 9 9 cái kỳ trên thân và nổ này. Các bác nào cần hoa chính chủ này, nổ này. Đấy. Cả chậu năm cánh trắng HO hiểu anh này. Đấy. Em Hùng chia sẻ giá 1.800.000 đồng, 1.800.000 đồng cho hình số 12. Chậu này. Đó. Sau đây chuyển sang hình số 13. Hình số 13 là một chậu 5 cánh trắng HO hiển oanh. Đó. Một mầm gốc và có một kỳ trên thân, 2 3 4 5 6 7 kỳ trên thân. 7 kỳ trên thân và một mầm gốc. $400.000 hình số 13. $400.000. Đó. 400.000 đồng.
đêm chuyển sang hình số 14, một chậu 50 trang halo hiện nay khi đã ra rễ, 1 kg, 2 kg, 3, 4, 5 kg trên thân và hai cái mầm gốc, hai mầm gốc, 5 kg trên thân và hai mầm gốc. Đó. Em Hùng chia sẻ giá 600.000 đồng cho hình số 14. Sau đây em chuyển sang hình số 15. Đây là em có 4 cái kia hồng mỹ nhân ươm tự nhiên, kia thuần chậu ươm tự nhiên các bác nhá. Tất cả mặt hàng em Hùng bán là phải chuẩn hàng chuẩn giống nên là các bác yên tâm. Cái này em thực ra là những hàng ươm kia tự nhiên mà kia lên tầm này thì em không có nhiều. Em đi giao lưu chỉ được có 4 cái nên em mua được giá năm mềm, em chia sẻ giá yêu thương cho bác. Hình số 15, một kia hồng mỹ nhân ươm tự nhiên, kia thuần chậu với SQE 300.000 đồng, kỳ này gần được 4 cm, 300.000 đồng. Em chuyển sang hình số 6, một cái kỳ hồng mỹ nhân ươm tự nhiên, giá thuần chậu, kỳ này cũng là 300.000 đồng. Sau đây em chuyển sang hình số 17, cũng là một kỳ hồng mỹ nhân ươm tự nhiên, giá khỏe, 300.000 đồng. Hình số 17, 300.000 đồng. Đó. Em chuyển sang hình số 18, cũng là một khi hồng mỹ nhân ươm tự nhiên, dễ khỏe thuần chậu. Đó. Em Hùng cũng chia sẻ giá 300.000 đồng. 300.000 đồng. Khi này. 300.000 đồng. 300. Sau đây chuyển sang hình số từ hình số 19 cho đến hình số 23 là em chia sẻ cho các bác là cái mắt kỳ các bác nhá, là 5 cái nhãn phú quý đó, 5 cái nhãn phú quý. Nhưng em nói trước đây là những cái kỳ người ta đã cắt ươm từ trước, tuy nhiên là nó hơi yếu, nó yếu thì hoa nó mới ra như này các bác nhá. Thế còn cái hoa ở trên thân của nó thì nó cực kỳ là đẹp. Và các bác cũng không lạ gì em Hùng bán hàng. Thế còn là mời các bác này, bông phú quý này nó lớn thực sự ở trên cái thân mẹ nó cực kỳ là đẹp và phê. Tuy nhiên là cái này là cắt ra thì là nó sẽ yếu vì nó có chất nuôi đâu mà nó chả yếu các bác. Đó. Thế cho nên là các bác à, mua hàng thì các bác xem xét, thì còn người ta bán phú quý thế nào thì các bác xem, thì còn em bán hàng chuẩn các bác yêu cầu em mà gửi video cho các bác từ cái lúc em mua thì em sẽ gửi tất cả cho các bác. Còn hoa này, vì phú quý em nói luôn với các bác này, nó có nhiều loại, nó có hai loại, một loại là 5 cái trắng phú quý mỗi màu là của hòa bình, thì còn bán 5 cái trắng phú quý mỗi trắng thì nó mới có giá trị là cái 5 cái trắng phú quý mỗi trắng này. Đó, các bác nhá. Và cái mắt này, mắt mũi này. Đó. Tuy nhiên là cái cây này là cắt ra ươm tự nhiên thì là nó sẽ yếu. Bây giờ em vào em chia sẻ cho bác là mấy đơn là thì cho các bác là sưu tầm này. Hàng size ít tiền này. Cái kỳ này này, nó đã ra rễ này. Đây là thì kỳ này. Đó, một cái và một mắt. Các bác nhá. Đó, kỳ như này. Là 500.000 đồng. Cho hình số 19 này, 500.000 đồng. Kia ươm tự nhiên là nó cứ đi để nó ra rẻ. Đó, 500.000 đồng. Các bác lấy hình nào này, vui lòng là chụp lại màn hình cho em này, gửi đúng hình đúng cây này. Em chuyển tiếp sang hình số 20. Hình số 20 này. Đây là hai cái kia nhá. Một kia này đang lên ra rẻ này. Cái này lên tiếp cái kia rồi này, là hai cái này, 500.000 đồng. Đó. Em chuyển tiếp sang hình số 21. Hình số 21 là cái này, cũng là hai cái kia luôn, nhưng nó bé hơn, bây giờ nó nhú lên này. Đó. Hai kia này 400.000 đồng. 400.000 đồng. Hình số 21. Sau đây em chuyển sang hình số 22. Hình số 22 là em chia sẻ cái này. Cái này là nó chỉ có một kia thôi các bác nhé. Cái này lên là một kia thôi. Còn cái kia trên này bị hư rồi, em phải nói thế. Cái trên này là bị hư rồi. Nhưng cái khúc này nó to hơn này. Đó. Nhưng có một kia thôi. 300.000 đồng.
hành số 22. Sau đêm chuyển sang hành số 23. Là em chia sẻ cả cái khúc này. Cái này là hiện tại là nó chưa lên. Nó chưa lên. Đây, nó rất là nhiều mắt nhưng nó chưa lên, em không biết. Đó, có thể là cái này lên này. Đấy, cả cái mắt này, cả gửi cả hoa này luôn. 300.000 đồng. Đó. Em còn lại là cái này đi. Cái này em không đánh số nhá. Cái này cũng là 300.000 đồng. Cái này 1 kỳ. Có 1 kỳ thôi. Cái mắt này hư rồi. Có 1 kỳ thôi nhá. Đã ra rẻ. Nhưng em không đánh số này. Đó. Các bác là vui lòng là chụp lại màn hình cho em cái này này, em gửi lại cho em này. Bảo là em không lấy số này, 300.000 đồng này. Và hai cái này thì các em nó đang nổ. Nó đang có nổ nhưng mà em không biết có lên được không, đấy là tùy theo tay nghề các bác làm có lên được thì các bác hướng nhá. 300.000 đồng hai khúc này nữa. Đó. 300.000 đồng đang nổ. Hai khúc đang nổ. Em chuyển sang mặt hàng khác. Hình số 24. Đây là một cái kỳ Hồng Minh Châu ươm tự nhiên. Đó. Hồng Minh Châu. Đấy, nguồn cây tại Kiều Thái ở dưới Vĩnh Yên. Đó. Trước đây em mua từ lúc nó còn có thế này. Ươm tự nhiên nó lên rất là nhanh. Đó. 1.000.000 đồng. Hồng Minh Châu. Đó nhá. Đó. Hồng Minh Châu. Hình số 24 1.000.000 đồng. Em chuyển sang hình số 25. Đây là một cái kỳ Hồng Minh Châu. Cắt từ trên thân mẹ xuống. Đó, đây không phải là kỳ ươm tự nhiên mà là kỳ trên thân xuống. Nguồn cây từ anh Minh Tây Thiên. Đó, kỳ này nó khoảng 4 cm rưỡi, 4.5 cm. Đó, 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng hình số 25. Đó, thì hôm nay em lên 25 hình. Em Hồng đã giới thiệu xong. Cuối cái video cho Hồng xin gửi lời chào lời chúc tới toàn thể các bác. Chúc các bác có một ngày mới vui vẻ. Em xin chào tạm biệt các bác.